Chào mọi người, mình là Henry của Dilem Anime Community. Thì ngày hôm nay là chúng ta có giải Daydream PCVN. Thì đây, top 4 của chúng ta chơi Cyber Dragon. Top 3 bạn. Top 3 đó, tại vì có đánh bao tư thì thắng cho nên là được top 3. Thì cảm nhận của bạn như thế nào? Giải lần này ít hơi ít người nhưng mà vì dịch mà, khá là vui. Do dịch thì mình cũng không muốn chơi gì nhiều, những cái gì ít hơn á. Nhưng mà được 24 người đánh. 24 người đánh và tụi bà Daydream thực hiện rất tốt cái giãn cách xã hội về đeo khẩu trang. Có mùi đeo khẩu trang. Rồi. Và Cyber thì một deck mà người ta đánh giá là một deck không còn mạnh thời điểm này mà vẫn top được. Để chúng ta xem bạn chơi như thế nào nha. Rồi, bây giờ là deck list. Ok, cơ bản đầu tiên là phần cơ bản gì Cyber Dragon. Thì sẽ có 3 Cyber Dragon. Ba co. Ba hurt. Và hai nát chưa? Có người chơi 3, có người chơi 2 thì bạn nghĩ sao bạn chơi 2 nhỉ? Mình thấy chơi 2 là vừa đủ và cảm giác chơi 3 thì nó sẽ không, nó có thể là nó dư quá như thường. Con thứ 3 cũng thế. Để cái slot thứ 3 đó cho những hàng khác như là handcraft các kiểu hay hơn. Ok. Rồi. Tiếp theo là hàng support chơi server. Thì standard sẽ là hai Galaxy. Chỉ 2 thôi, bởi vì mình đánh theo hướng Modica nên là không cần gì nhiều. Vừa đủ hàng để giết ọt thôi. Vừa đủ không? Để giết thôi, không cần dư lắm. Một okay. Cái đó là phải có sạch được mà. Có cái số sạch được thì chơi thôi. Đúng rồi. Như vậy. Sau hàng Hunter thì sẽ tới hàng Handcraft. Hai Xuân. Hai Si. Và ba Infinite bên mình. Ba Infinite. Interesting. Sao tại sao là ratio như thế này? Bởi vì căn bản Xuân lên chơi thì có thì chơi, không có thôi cũng được. Mục đích của Xuân là để làm gì? Đích của Xuân Xuân là để chủ yếu để chặn Si hay là thế nào? Hay là để chặn ốp chơi hay là mindset đầu tiên là để chặn ốp chơi đúng không? Si cũng vậy. Thì cái Si mà hai cái này là hai cái thứ không cần thiết phải chơi nhiều, chơi hai vừa đủ rồi. Còn cái này thì tại cái này cái hai này vẫn button nên lên tay nhiều nó cũng vô dụng. Còn Infinite thì Infinite phải chơi thôi. Deck chủ yếu đi mindset đi sau cho nên là phải chơi Infinite. Infinite phải chơi thôi. Đúng rồi. Hình như là ba con Uncha hết phải không? Hai siêu địch một Uncha. Hai siêu địch một Uncha. Giàu có. Nên phải chạy ba siêu địch đi. Nên bạn. Trước tiên đấy bạn. Rồi, xong hàng Handcraft thì rồi. Sẽ lấy về Bell. Đầu tiên sẽ là ba Cyber Emergency. Sắp được revenge rồi đó. Đó bên TC vậy. OC luôn, DB. Ok. Revenge trong DB. Nhưng mình không thích. Tại vì tội gì tội gì Dytron mới sinh ra hiện nay sẽ được revenge. Hết super chơi common thôi nha. Con này sure standard chơi 3. Nếu bị này cái activation này kéo lại nhưng ốp xung. Yeah, ốp xung thì chịu. Dạ cái đó là cái kiểu con xung tốt. Đúng. Cái thứ hai chơi 1 sẽ là Cyber Revenge lên. Chơi 1 biết gì sợ được. Và không, cảm giác không cần chơi nhiều. Có người recommend mình chơi 2. Mình thấy chơi 1 là tốt hình dụng này. Không phải chơi 2. Rồi. Bởi vì mình luôn luôn resolve thành công trong ngày dễ hôm nay. Vì như ốp xuân lại xuân như con này hết rồi. Cho nên là Revenge lên không còn ấy nữa. Đúng rồi. Luôn luôn an toàn. Mãi an toàn, mãi không dinh. Rồi. Rồi, tiếp theo. Rep System. System. Dạo này không thấy Rep System vô trong deck Cyber nữa. Rep System mình thấy nãy giờ mình đánh mình resolve thì khi mình resolve công thì sân sẽ luôn luôn một đi gây một đá dạng hand là Continuity Addis và một Disrupt với lại một buff sân và hơn nữa nó được bảo kê không bị chết với cả phép mà. Đúng rồi, nhưng mà cái phép đó nó sẽ luôn luôn bị kéo đi. Nó là cũng bị dí tay, cũng bị gì hết đúng không? Không bị gì hết, nên là cái việc mà ý mình nói là nó sẽ kéo lên material, nên là cái việc mà nó lên sân chỉ để chú ý là mình tiêu đồ để extend combo, giống Monster Reborn extend combo thôi. Đúng, nhưng mà đây là hạt sạch được. Rồi tiếp theo sẽ là ba chim đúc. Ok, không có gì để nói nữa, không có gì để nói rồi. Cái tiếp theo là về cái fusion đầu tiên là hai overload. Hai overload
2 Powerball. Powerball 2 luôn à? Ừ, bởi vì mình chơi OTK mình cần xuất hiện nhiều. À, tại có một số phiên bản mà không đủ hàng để chạy Powerball á, cho nên là con card này có thể gây brick cho deck. Nó là cái brick nhưng mà mình build mình cảm biết ổn không, đúng không? Ổn. Ổn đúng. Và gọi là khoáng khoáng rất là ít brick. Ít brick. Có bao giờ mà bị brick của Powerball cầm đang trường hợp có chí mạng mà cầm Powerball lên tay không? Giống như trường hợp nãy đánh đánh với lại anh Thắng, mình có bị kẹt Powerball. Thì lúc mình sau đó mình với anh Thắng đã stun nhau 3 turn và lúc đó là đang trong switch. Hai bên set 3 và cứ việc end turn nhiều thôi. Giống như một cái Mr. Mine đơn giản. Mr. Mine này không ai muốn đúng không? Đúng rồi, Mr. Mine không ai muốn. Và kẹt cuối cùng là Cyber Fusion. Sạch được mà, đó là Cyber duy nhất sạch được. Tuy nhiên là nó bị restrict về kia. Chỉ được nó tấn công thì mình cứ việc mình đánh hết đống kia rồi sau mình kéo khác về mình đánh thêm phát cuối. 21 đó. 21 đủ để chút điểm. Rồi. Tiếp theo là đây là kẹt chơi 3 trong Dueling nha các bạn. Ừ. Bởi vì nó có nhiều như đó à. Bởi vì giờ chỉ có nhiều nhất Sabalot. Rồi. 2 Tactical Challenge. Triple Tactical Challenge kẹt siêu mạnh trong RTD. Thì cho hỏi là Resolve thành công bao giờ chưa? Rất nhiều. Rất nhiều luôn à. Giải này gần như đi số thành công chỉ trừ đúng một pha duy nhất. Là pha trong trận bán kết. Trừ đúng pha đó thôi. Thì gặp Elite mà trời. À bán kết không phải Elite này. Bán kết gặp bán kết gặp Artigais. Artigais. Và Artigais chặn đúng một lần là hết. Buồn. Và cái ép mình thường dùng nhất là không phải ép round 2 mà là ép bắt monster qua. À dùng để bắt monster rồi mình cũng đi OTK cho nên là bắt cho nó lại cho nó OTK cho nó lẹ đúng không? Rồi. Và bởi vì bắt qua đánh được mà. Đúng là đánh thôi. Nó bơ phẹt. Bơ phẹt. Câu Dragon xong bắt qua bắt thôi. Đánh bự bự và sau đó kẹt removal in sân thì chỉ có chơi 3 thứ. Thứ nhất, một chọi và 2 landing stone. Một chọi 2 sấm. Tỷ lệ này thấy ổn không? Rất ổn. Tức là có bị brick kia cầm sấm lên mà không xài được không? Không, dường như cầm sấm lên là xài được. À, tại vì đi sao? Đi sao? Và pha bán kết này đánh cho tiền rất là vui. Có là mình draw hand lên 2 này. Upset 3, mình draw hand 2. Up, tại mọi up nháy anti. Vì lúc ra mình ngồi, mình lật cái này trước, up đã biết mình có một cái này. Sau up nháy anti sắp mình. Xong rồi, ok, mà chấp nhận mình set, sau đó mình set 2 cái này xuống. Set up lên Muskia, con level 1. Up bắn. Bắn trúng vào Siren, up tưởng mình hết rồi. Có tới mình được cái thứ 2. Thú. Đào, phải để đào đấy. Ờ đó khá là. Rồi. Kẹt tiếp theo sẽ là 3 chỉ kiếm, 2 chỉ kiếm và 3 chỉ tay. Hai chỉ kiếm, ba chỉ tay, tỷ lệ này thường thấy rất nhiều trong tất cả các deck xài thì tỷ lệ này có vẻ ổn chứ nhở? Tỷ lệ ổn mà, mình không thấy gọi là cái gì ổn tỷ lệ này. Có mình... muốn xài cái gì, có muốn xài cái gì khác để chỉ kiếm không? Thứ để chỉ kiếm mình thì có trong xài đúng không? Thì một lát này chúng ta sẽ biết. Ok, có muốn thay đổi tỷ lệ này không? Thực sự thì có thể bỏ bước một này ra để thêm một thanh chắc cũng được. Ok. Không thì cứ mà thấy cái gì ba thì cứ 32 đúng không? 5 cái được. Rồi, kẹt cuối cùng là Saber Tip Overflow chim. Kẹt sạch được, bắn được, mạnh. Kẹt này gần như lúc nào cũng resolve được. Đúng vậy. Dạ. Nhưng mà resolve được, có bắn resolve được thì có chơi tiếp được hay không, không biết nha. Đúng rồi, nãy giờ thì trừ đánh với anh Thắng ra thì không, còn này. Rồi. Còn, rồi, hết man đúng không? Hết man rồi. Man này nhiêu nha? Man này là 45 kẹt. 45. Rồi. Giờ ông thích ai, không ai chơi 40 hết ta. 40 thì nó... Bị tù. Bị tù lắm. Rồi. Tiếp theo sẽ là Echa. Echa. Một Sigil. Cơ bản. Một Amarai. Cơ bản. Một Render Plan, cái này không cơ bản. Anaconda. Có Dragon không vậy? Không. Nãy không có những cạc Normal Summon, Normal Monster trong đó. Thì được. Cái này là Anaconda là dùng cho cái gì nhỉ? Anaconda đâu ăn? Sẽ dùng cho... Lấy ok. Rồi. Tiếp theo sẽ tới Fusion. Ủa như đó hết liên rồi hả? Hết liên rồi, liên chơi 3 thôi. Ủa vậy hả? Liên chơi 3 thôi. Một mega 3. Target của Nova. Target của Nova. 20 split. Một Twin. Một Fortress và Fire Damage. Tỷ lệ cũng ổn.
thực sự thì có muốn thay đổi cái gì đó không trong trong cái đám này? Mình có thể, mình cũng muốn bỏ Twin để thêm một contract thứ hai, nhưng mà Twin để OTK hợp lý hơn nên là hơn sẽ giữ đó không bỏ ra. Đám rồi xong này là Fusion hết rồi Fusion. Đúng không? Và nhiều người nói chưa hai người lên Mega 3 lần nào chưa vậy? Chuyện này thì đế kèo Black Mana đế chưa được à, nên là okay. Nó khá tù. Nhưng mà với cái hệt với cái meta bây giờ thì thấy để một miền trung bên deck thì ổn sẽ được chứ không bỏ ra rồi. Giờ thì là phần Isis thôi, hai Infinity, Standard, hai Nova và một OK rồi, không có gì để nói với cái đám này. Đám này thì chỉ có nói về foil thôi, foil khác nhau quá vậy. Đây foil khác nhau thế nhỉ. Thế vậy mình đưa tiền đi, mình không có một ý kiến Nova xong chơi OCG, mình chơi con này đấy. OCG chưa có tiền mày. Chưa có tiền hả? Tài OK. Chưa có kẹt về, kẹt chưa về. À kẹt chưa về. Ừ, rồi. Kẹt về quan rồi. Chưa cần 20 CD đúng không? Rồi. Rồi. Tesadec, cái này là phần quan trọng nè. Tesadec thì mình sẽ chia là 5-5-5, là 5 chap, 5 spell và 5 mon. Wow, đẹp vậy. Thì đầu tiên 5 chap thì sẽ có Bay, Vinley, Harry Wood. Và đây là cái phần mình thấy sao hợp lý nhất. Từ đầu giả mấy giờ. Bởi vì đóng kim thì sao đéo được. Ok rồi, sau đó thì sẽ tới hai Cosmic để chống ô kết. Nhưng gần như mình nãy giờ vài Outlet. Dạ, Outlet. Rồi, thứ hai là hai Forbidden Droplet và một Double Demon. Double Demon vô mình để chỉ kiếp. Nhưng chỉ kiếp, hết rồi. Ừ. Hai là nứt tay thì xài. Ngoài ra mình nhét vô không làm gì nó cả. Có muốn thay đổi tỷ lệ không? Tự nhiên thấy 3 droplet luôn hay là sao đó? Mình thấy 2 droplet là đủ rồi, không cần thêm 3. Ây da, đau quá. Rồi, tiếp nào, 5 mon. 5 mon. 1 Veiler. 2 God Orb. 2 God Orb. 2 Lancia. Veiler. Veiler, bởi vì chắc mình sợ Veiler mà. À, để chỉ kiếm Veiler hả? Trời đúng rồi. Trời ơi, trí tuệ quá. Rồi. Nhưng tại vì căn bản là nhiều lúc Veiler lên mà mình không đủ đồ để ấy thì chịu. Tại mình cũng sợ những pha nó một Veiler lên Amira xong đẩy. Với lại mình cũng sợ những pha là dạo này không thấy quạt nữa cho nên người ta sẵn sàng chơi Veiler. Cho đến đúng khi rồi. Người ta thấy quạt xong người ta không chơi Veiler nữa. Đúng rồi. Sau đó không còn quạt. Và người ta lại chơi bài Veiler một vòng tuần hoàn. Thì quan trọng thì cái Veiler là phiên bản bất kịch trên Phoenix, nghĩa là mình sợ mình sẽ gặp những phiên bản deck bất kịch đó. Mình viết vô để thấy thôi. Ok. Rồi, cả cái thứ này, cả cái deck này có một cái muốn thay đổi gì không cho format format này? Muốn thay đổi gì nữa không? Format này Tết đánh rồi đó, kết quả như thế đó, rồi muốn đổi gì không? Mình muốn đổi là mình có thể sai nhiều thì bị chấp đi mua bộ hơn một chút. Nhưng tức mà là thay vì Cosmic Cyclone thì lại thêm thứ như Anandine Nightmare các kiểu hả? Nhưng mà Anandine thì nó lại hơi khó cho mình bởi vì nó là hàng đi sâu. Nó hay tốc độ đi trước và mình là deck đi sâu thì sai nó vô nó sẽ có hai hướng. Một là mình phải xỉ hay mindset luôn, ốc là ốc cho mình đi trước đi sau nữa. Vì lỡ lúc mà mình sai vô ốc cho mình đi sau cái mình cầm trên tay cũng chịu rồi. Không chơi được. Thôi. Nó nghĩ cái Cosmic Salon nó cũng vậy, bản thân Cosmic Salon nó cũng đã như Ending, cả hai đều bay 1000 để bắn một kẹt. Dạ, có chơi muốn chơi Twin không? Twin hay là cái gì đó? Twin thì nó hơi Twin thì không ban đẹp đúng không? Twin thì không ban đẹp. Twin thì không trừ hand, Twin thì bị trừ kẹt trên hand. Giả sử như lúc mà hand mình không ổn định mà mình chơi Twin vô cái mình phải luôn đến kẹt kẹt mình không mong muốn, nó rất kỳ. Hợp lý. Hợp lý. Rồi, cảm ơn bạn đã show một cái deck list rất là hay. Cho người ta thấy là Cyber chưa kết thúc đâu nha mọi người. Cyber chưa có end đâu nha. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Hãy nhấn like, subscribe cho kênh Anime Community. Và trong mùa dịch này thì cố gắng giữ an toàn cho bản thân nha và cộng đồng nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại. Peace.